Xin chào các bạn, welcome các bạn đến với kênh nhạc On Nhã. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau dẫn các bạn đi New Orleans để mà khám phá New Orleans vào mùa dịch này có cái gì khác hơn là ngày thường không nhé. Mình đang ở trên xa lộ I-55, chiếc cầu gọi là Main Track Swamp Bridge và dài 22.80 mile. Đây là một cái cầu nước dài thứ ba trên thế giới.
Thank you.
toàn là trồng mía thôi. Một lần mía. Rồi. Đó, nguyên cả lần mía luôn, đấy mía không? Mía. This is the mía sugar cane white. Bây giờ thì mình sẽ tiến thẳng tới Biloxi, Mississippi. Từ đây thì lái đến đó khoảng 2 tiếng rưỡi. Và tối mình sẽ ngủ ở Biloxi. Ngày mai thì mình sẽ khám phá Biloxi vào mùa dịch này và những ngư dân, người Việt sống ở tại Biloxi. Nếu các bạn thích thì hãy đăng ký vào kênh của mình để đón tiếp video mới.